Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đem vốn góp gạo vào bẫy nợ của bạn Tàu để bẫy chính mình. Hôm 6 tháng 12, ông Antonio, Ngoại trưởng Ý xác nhận nước này chính thức đã rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc trong một sự kiện tại Rome. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ nước này, bà Thủ tướng Meloni cũng thông báo nước Ý rút khỏi dự án vành đai và con đường. Được biết, Ý là nước G7 duy nhất ký kết tham gia dự án đầy tham vọng này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Italia dám bước chân vào thì cũng rất có bản lĩnh rút chân ra. Như vậy là chỉ sau 4 năm khi ký kết tham dự dự án vành đai và con đường, Ý đã rút ra vì dự án này đem lại nhiều bất lợi cho nước này. Nước Ý là một nước dân chủ, đề cao tính minh bạch nên tham nhũng không kinh khủng như các nước nghèo. Họ không dễ dính bẫy của ông Tập, nhưng nước nghèo thì lại khác, dễ bị các bẫy nợ của Tập trói buộc rồi sau đó phải trả giá bằng chủ quyền. Quốc gia nào cũng như vậy, tham gia vào dự án của Tập chỉ vì lợi ích quốc gia của họ. Và nước Ý cũng như thế, khi lợi ích quốc gia không được đảm bảo thì họ rút ra. Tuy nhiên, giả sử Việt Nam nằm trong hoàn cảnh của Ý thì có dám rút và rút được hay không? Về mặt lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ sáng suốt những lãnh đạo của nước Ý, bởi lãnh đạo Ý là do dân bầu chọn, nên cũng chất lượng hơn là cách chọn người theo tiêu chuẩn hạt giống đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam với độc đảng. Còn về lòng tham thì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn hẳn quan chức Ý. Họ có thể vì túi tham mà bán rẻ tương lai đất nước, nên nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bước chân vào cái bẫy của Tập thì rất khó có thể thoát ra được. Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn mang dự án hai con đường một vành đai để góp vào đại dự án vành đai con đường của Tập Cận Bình. Người Việt Nam vốn rất dị ứng với sáng kiến vành đai và con đường của Tập Cận Bình, bởi việc đề phòng sự thâm hiểm của chính quyền Bắc Kinh đã có từ hàng ngàn năm nay. Đấy là cản lực rất lớn để Đảng Cộng sản chần chừ chưa chính thức bước vào dự án vành đai và con đường của Tập, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam không vì lợi ích quốc gia. Họ chỉ vì lợi ích của cá nhân họ và vì lợi ích của đảng họ mà thôi. Tập Cận Bình đang muốn kéo chân Việt Nam vào dự án vành đai và con đường của ông ta. Và có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chui vào một cách lén lút và nhẹ nhàng để tránh kinh thiên động địa đến toàn dân. Bởi dân từng nổi giận với dự án luật đặc khu như thế nào thì Đảng Cộng sản cũng biết rồi. Sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thúc đẩy sự kết nối giữa kế hoạch hai hành lang một vành đai với đại dự án vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Kế hoạch hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế được ông Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt trong quy hoạch phát triển từ những năm 2008. Đây là hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với sự kết nối này, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng từng năm rất ấn tượng. Nhưng vấn đề là Việt Nam thì luôn nhập siêu từ Trung Quốc cũng tăng không ngừng, khiến nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đem kế hoạch này góp gạo vào lại dự án vành đai và con đường của Tập Cận Bình, nên có thể tránh được phản ứng gay gắt của toàn dân ngay lập tức. Dù sao, kế hoạch này cũng đã có trước dự án vành đai và con đường. Sri Lanka thì không bản lĩnh như Italy, nên cuối cùng đã bị dính bẫy và họ phải gán cảng biển cho Trung Quốc gần 100 năm. Chơi với Trung Quốc thì phải có bản lĩnh như Ý vậy, nhảy vào được thì cũng phải rút ra được. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái bản lĩnh đấy. Nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã nằm im ở vị thế nhược tiểu. Nguy hiểm là tư tưởng nhược tiểu đã ăn sâu vào trong bộ não của Đảng rồi, nên họ luôn co giò khúm núm trước Tàu. Làm gì cũng không dám hiên ngang, không mạnh dạn mà cứ phải xin ý kiến thiên triều. Với tư tưởng như vậy thì một khi đã nhảy vào làm sao có thể rút ra. Cho nên khi thò chân vào vành đai và con đường chắc chắn sẽ bẫy, khiến nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc hơn vào bạn vàng xấu tính phương Bắc. Và nguy hiểm hơn nữa, Tập biết cách dùng tiền để mà nhử quan chức Cộng sản, buộc nền kinh tế Việt Nam vào tay của Tập. Bởi quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có lòng tham không đáy, họ sẵn sàng bán tương lai đất nước để mà làm giàu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Việt Nam đem vốn góp gạo vào bẫy nợ của bạn Tàu để bẫy chính bản thân mình.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ chính ăn mày Nhật để xây đường sắt hay để rỉa đây. Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm lễ khởi công vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. Tuyến đường sắt đô thị này chỉ dài có 19,7 km, tiến độ theo kế hoạch là thi công trong 5 năm. Tuy nhiên, cho tới nay đã 12 năm trôi qua và tuyến đường này vẫn chưa hoàn thành. Đây là dự án vay vốn ODA của Nhật Bản. Có thể nói, dự án bị trì hoãn là do quản lý của chính quyền thành phố rất yếu kém, mà đã kéo dài thì điều tất yếu là phải đội vốn. Dự án đường sắt chỉ dài có 20 km mà quản lý cũng không được. Không chỉ tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên mà dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông của Hà Nội cũng như thế. Chiều dài của tuyến này chỉ có 13 km nhưng lại chậm tiến độ đến 10 lần và đội vốn lên gấp gần 10 lần dự toán ban đầu. Công trình xây dựng nào cũng vậy, để đảm bảo tiến độ cần phải chuẩn bị tài chính tốt và công tác quản lý phải khoa học. Bởi tiến độ dự án cũng đồng nghĩa với việc tính kinh tế trong xây dựng. Ngay cả chỉ xây một căn nhà nhỏ bé cũng cần đúng tiến độ. Nếu chậm tiến độ thì bao giờ vốn cũng bị đội lên. Phần thiệt hại do đội vốn là phần hữu hình, còn thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước khi dự án bị chậm nhiều năm thì không thể hạch toán được. Cho nên khi dự án khởi công và chậm tiến độ sẽ gây ra lãng phí cho nguồn lực của đất nước rất lớn, và đó chính là tiền thuế của người dân cả nước đóng góp. Về tầm vóc, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lớn hơn hai dự án đường sắt đô thị Sài Gòn và Hà Nội rất nhiều lần. Chiều dài của tuyến đường sắt này khoảng 1.500 km với tổng số vốn dự tính lên đến 110 tỷ đô la Mỹ. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam có quản lý nổi đại dự án này hay không? Với tầm vóc bé xíu như dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và dự án Cát Linh - Hà Đông mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quản lý không xong, thì hỏi làm sao họ quản lý nổi một đại dự án với quy mô gấp hàng trăm, hàng ngàn lần hai dự án kia? Chắc chắn là họ không quản lý nổi. Dự án đường sắt dài 13 km cũng không quản lý xong. Quản lý dự án mà để cho dự án đội vốn và chậm tiến độ thì rõ ràng đấy là quản lý rất tồi. Nguyên nhân của việc đội vốn và chậm tiến độ là do năng lực quản lý kém và lòng tham mà ra. Quản lý yếu kém thì không tìm được cách khắc phục khó khăn để thúc đẩy cho dự án đúng tiến độ. Còn lòng tham khiến người quản lý tìm cách gặm nhấm dự án, mà khi gặm nhấm quá nhiều thì điều tất yếu là dẫn đến tình trạng công trình không đủ vốn thi công hoặc là kém chất lượng, bởi tiền mà nhà thầu lấy để nhét vào tiền cho quan chức quản lý cũng lấy từ dự án mà ra, và dẫn đến kiện cáo kéo dài. Vậy câu hỏi đặt ra là Đảng Cộng sản Việt Nam có gỡ bỏ được năng lực quản lý kém và lòng tham ra khỏi quan chức được hay không? Nếu không gỡ bỏ được hai điều này thì kịch bản cũ là chậm tiến độ và đội vốn lại tái diễn mà thôi, và lần này nó con số hơn 100 tỷ đô la chứ không phải ít. Khi đó người dân lại phải còng lưng trả nợ đời con đời cháu, còn những quan chức bất tài và tham lam thì đã đầy túi. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 110 tỷ đô la là nguồn tiền rất lớn, có thể sẽ rơi vào khá nhiều túi của các quan tham trong cả nước. Vào ngày 16 tháng 12, khi đang trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản cung cấp vốn ODA cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vậy là ông Chính lại tiếp diễn trò ăn mày nước dầu, dù đã 37 năm từ sau khi mở cửa, không biết ông Phạm Minh Chính có thấy nhục hay không. Với đại dự án đường sắt dài tới 1.500 km thì vay tiền về tranh nhau gặm nhấm, chứ làm gì quản lý cho nổi. Bề ngoài thì nói là xây dựng hạ tầng giao thông cho đất nước, Đảng Cộng sản vẫn luôn nhân danh những điều tốt đẹp để ăn mày các nước giàu. Nhưng thực chất sau khi được nhận gói vay thì quan chức lại tranh nhau ăn ngập mặt bằng các công ty sân sau. Lại chậm tiến độ, lại đội vốn và dân lại gánh thêm nợ. Tiền từ tham nhũng lại được các quan chức đầu tư cho con cái của họ sang các nước giàu, du học và hưởng thụ cuộc sống nơi xứ tư bản dễ chết. Còn núi nợ thì để lại cho 100 triệu người dân Việt Nam phải gánh tiếp. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ chính ăn mày Nhật để xây đường sắt hay để rỉa đây.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.